Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu tính ở thời điểm này, chúng ta sẽ chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, chiếc Samsung Galaxy Note 9 sẽ được ra mắt trên toàn thế giới cũng như ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Và nếu như các bạn để ý trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 này thì sẽ có một điểm, đó là nó sẽ có một quả pin rất là lớn. Phải nói là nó lớn nhất của dòng Note từ trước đến nay, với dung lượng lên đến là 4.000 mAh. Nó cao hơn hẳn 3.700 mAh đã từng có trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Và cái lý do khiến cho Samsung phải đẩy cái quả pin lên lớn như vậy là vì sao? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào video phân tích nhá. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái giả thiết vì sao chiếc Samsung Galaxy Note 9 lại có một quả pin lớn bất thường đến như vậy. Chúng ta sẽ có đó là màn hình lớn và cấu hình tốt. Nhưng mà về cái màn hình và cấu hình như thế này thì chúng ta lại phải nhìn lại chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Nó có một cái màn hình với kích thước lớn xem so với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và cái cấu hình thì nó cũng giống y hệt chiếc Samsung Galaxy Note 9. Vậy vì sao S9 cộng lại không có quả pin lớn, trong khi đó là cái không gian chứa pin của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng rõ ràng là nó sẽ thoải mái hơn so với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Vậy nên là cái đầu tiên này thì chúng ta có thể bỏ qua. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với giả thiết thứ hai, đó chính đến từ cái bút S Pen. Nếu như các bạn để ý trong những cái lần quảng cáo gần đây thì Samsung đã nhắc rất nhiều về tính năng của cái bút S Pen. Bởi vì năm nay S Pen chúng ta sẽ không chỉ có những tính năng đơn thuần đó là viết lên màn hình hay là những tính năng công cụ mở ra, mà S Pen năm nay sẽ có khả năng kết nối Bluetooth với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và nếu như có khả năng kết nối Bluetooth thì chiếc bút S Pen phải có gì? Đó là nó sẽ phải có pin ở bên trong. Nhưng mà trong một cái thân hình cây bút S Pen nhỏ như vậy thì tất nhiên là sẽ rất khó khăn trong việc là đặt một cái cổng sạc micro USB hay là đặt một cái cổng sạc USB Type-C vào đây. Như vậy thì chúng ta sẽ có cách gì để sạc cho nó? Đó là sạc không dây. Nhưng mà nếu như sạc không dây mà các bạn sẽ phải tút cây bút ra và đặt lên những cái đế sạc sản xuất dành riêng cho cây bút S Pen thì nó lại khá là rắc rối trong cái công đoạn sạc. Vậy nên là chỉ có một cách, đó là sạc bằng chính chiếc Samsung Galaxy Note 9 mà thôi. Và vì sao mình lại có thể khẳng định được rằng chiếc bút S Pen này được sử dụng công nghệ sạc không dây? Thì đó chính đến từ việc mình đã từng tháo một cái bút S Pen này ra rồi. Và nếu như bạn nào tháo bút S Pen ra thì các bạn cũng có thể biết, và sau đó thì cái bút S Pen cũng hỏng luôn. Rất là bên trong thân của cái bút S Pen này chúng ta sẽ có những cái vòng dây đồng. Và có thể Samsung đã lợi dụng những vòng dây đồng đó để áp dụng luôn cái công nghệ sạc không dây vào. Bởi vì là cái công nghệ sạc không dây này nó cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cuộn sơ cấp ở bên trong máy và cuộn ở bên trong cái bút S Pen này là cuộn thứ cấp. Nó giống như cái cơ chế của máy biến áp mà chúng ta đã từng học ở những cái lớp trung học cơ sở đấy các bạn. Và sạc không dây cho cái bút S Pen này thì nó sẽ lấy nguồn từ đâu? Đó chính là lấy nguồn từ quả pin của chiếc Samsung Galaxy Note 9. Vậy nên đó là cái lý do đầu tiên khiến cho chiếc Samsung Galaxy Note 9 phải có một quả pin lớn. Bởi vì là mỗi khi chúng ta cắm cây bút vào thì đó cũng chính là cái hành động giúp cho cái bút S Pen này được sạc pin từ chiếc Samsung Galaxy Note 9. Cái lý do thứ hai đó đến từ việc nếu như cái bút S Pen có kết nối Bluetooth với chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì nó sẽ luôn luôn giữ kết nối với chiếc Samsung Galaxy Note 9 này. Bởi vì một điều đơn giản các bạn có thể hiểu rằng là không thể là mỗi lần chúng ta sử dụng S Pen lại phải kết nối với chiếc máy một lần được, nó sẽ rất là rắc rối và dài dòng. Vậy nên là cái bút S Pen sẽ luôn luôn phải kết nối với chiếc Samsung Galaxy Note 9, và đó cũng vô tình khiến cho chiếc Note 9 này luôn luôn phải bật Bluetooth, và luôn luôn bật Bluetooth, luôn luôn kết nối thì tất nhiên chiếc Note 9 cũng sẽ hao pin hơn bình thường. Và có lẽ đó là hai lý do chính khiến cho chiếc Samsung Galaxy Note 9 phải đẩy quả pin lên dung lượng lớn hơn. Còn lại thì chẳng lý do gì nữa, bởi vì các bạn thấy là quả pin 3.500 mAh trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng cũng đã đáp ứng tốt cho chúng ta trong thời gian sử dụng là một ngày rồi. Và 500 mAh dư ra thì chiếc Samsung Galaxy Note 9 chủ yếu là để phục vụ cây bút S Pen và phục vụ kết nối Bluetooth dành cho cây bút S Pen này thôi. Và trên đó là những ý kiến cá nhân của mình về việc vì sao chiếc Note 9 lại có một quả pin lớn bất thường là như vậy. Nó lớn hơn cả chiếc Samsung Galaxy Note 7 đã từng bị nổ trước đó. Và các bạn cảm thấy là những lý do mình đưa ra nó có đúng hay không? Xin mời comment để lại ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.